Trân Trân xin chào tất cả mọi người. Hiện Trân Trân đang có mặt ở cầu Vĩnh Hòa. Và đây là dòng sông Xìa. Để lạc nữa đây Trân Trân sẽ ghé vào chợ Xìa, còn có tên gọi là trung tâm thương mại Quảng Điền, để gửi đến mọi người và hình ảnh chợ Xìa trong mùa Covid này nhé. Và Trân Trân đã vào đến chợ Xìa rồi mọi người. Chợ Xìa là một chợ trung tâm của thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì chợ Xìa thì cách trung tâm thành phố Huế là chừng 20 km rồi mọi người. Và bây giờ Trân Trân xin mời mọi người cùng Trân Trân vào trong chợ để dạo quanh một vòng chợ, xem tình hình chợ Xìa trong những ngày cách ly như thế nào nhá. Chuối, đu đủ và mít. Vậy mà đừng có đồn chí tôi nghe. Và những cái búp chuối rất là ngon luôn. Rất ngon luôn. Dạ. Có ống đi này. Dạ. Tạm nước không luôn. Và những cái cây giống chí đấy chí. Cà. Cà chua. Cà dê. À, cà dê. Đi đọc vô cà dê. Cà dê. Đắng mà còn ngon. Dạ. Đó nè, nói đúng rồi. Dứa đó nữa. Dạ. Cà chua. Đáng lại hồ trăm bá tốt bảo nè. Đây là một phía bên hông của chợ Xìa. Tuy Trân Trân ghé đến đây cũng đã 9 giờ sáng, là chợ cũng thưa thớt người so với giờ cao điểm, nhưng mà Trân Trân thấy vẫn rất là đông người. Chợ bán cả các mặt hàng nông sản cũng rất là phong phú, đầy đủ. Có cả sen Huế rất là ngon này mọi người. Chợ Xìa là một chợ lớn của trung tâm huyện Quảng Điền. Và đầy đủ cả cái mặt hàng rất là tươi ngon. Cho nên Trân Trân còn có được biết là có một câu là nhất Huế mà nhi thì Xìa. Dấu tâm là mọi người. Bây giờ ở thành phố thì mua tại dấu tâm để về nấu nước uống thì mua rất là khó, nguy hiểm. Nhưng mà ở chợ Xìa thì cũng còn bán rất là đầy đủ. Thì bây giờ cũng là cuối mua dấu tâm rồi. Mọi người thấy chè ở chợ Xìa có hấp dẫn không? Một ly rồi làm gì bạn mấy tiền gì? Lý gì bạn 5.000, 6.000 đó. Một ly thập cầm đó 5-6.000 đó hả? Ừ. Wow. Vẫn còn cái quảng bạn mình nó. Đấy là che đầu chí đi chứ. Che đầu tay trắng. Màu trắng. À, che đầu tay trắng ngon rồi ha. Đầu tay trắng, đầu tay đỏ. Đầu tay đỏ. Ừ. Dạ. Yeah. Che cái nước. Dạ. Yeah. Che bột lọc. Che bột lọc đó không? Dạ. Yeah. Bột lọc bọc chưa? Ừ. Bọc chưa nên không phải hổng la một chí. À. À. Đấy, con. Dạ. Bây giờ mình lấy gì ăn, mình dính thôi. Dạ. Chào, mọi người thấy một lý chè ở chợ Xìa rất là hấp dẫn và ngon như vậy. Thập cẩm đủ loài đầu mà một lý như vậy chỉ có 5.000 rồi mọi người. Ăn thôi. Dạ, rẻ mà ngon. Bánh rám đầu xanh và đầu phụng luộc, khoai lang luộc, bánh chưng. Những món ăn dân dã đầy đủ ở chợ Xìa đó mọi người. Wow.
và các loài bánh. Đây bánh ít kia hả? Dạ, bánh ít. Bánh ít gói. Đây là bánh nằm. Bánh nằm. Bánh gói. Đây bánh gói hả? Bánh gói. Dạ. Còn đây bánh ít trân. Trân. Dạ. Đây ít lá. Dạ, bánh ít trân ngon chứ nè. Ăn thử đi. Dạ. Ăn đi. Mua luôn chứ, ăn ăn đây hồ phạt. một miệng như vậy là mấy tiền là gì? 2.000. À, một miệng như vậy là 2.000 hả? Rồi lấy 10 con 10.000 hả? 5, số tăng vô là đâu đấy? Dạ, con được tăng rồi. Dạ. Mười ngàn mình ít mà quá nhiều, con được tăng thêm một gói nữa đâu mọi người. Chợ Xì cũng còn nổi tiếng với những cái món ăn đặc sản rất là ngon, như các loại mắm và bánh trứng, bánh tét, nem chả, ngon mà lại rất là rẻ đó mọi người. Mọi người nhìn những cái đao mình tẹt còn nhớ quê không? Quầy hàng ném chả chị Quân Chi rất là đầy đủ cả cái mặt hàng ném chả nè mọi người. Và đây là mắm rò xứ Xìa, quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Ăn với thịt luộc hoặc là bún cũng rất là ngon. Mắm cà cơm, cái mắm cà cơm có nhỏ. À, mắm cà cơm. Mọi người thấy mắm cà cơm có ngon không? Đây, mắm cà này. Mắm cà. Ớt này. Dạ, wow, quá ngon. Đây, tôm chua này. Mọi người thấy hủ tôm chua có ngon không? Đây này. Rất là nhiều nhiều riêng và ớt. Tôm cảm thấy cái mùi tôm đâm phả đấy. À, tôm đâm phả để tôm làm những cái tôm chua này một hương vị rất là thơm ngọt. Đây là ăn cái tôm chín là ngọt sực. Dạ. Vừa chín tới rồi là ngọt đó. Dạ. Tôm xảo. Thì em nghe nổi tiếng là chợ Xì là chợ nổi tiếng về mắm đấy. Ném chả Quân Chi, tôm chua, tôm cháy. Dạ. Mọi người có đến Xì thì ghé lại quay hàng Quân Chi để chọn cho mình những hũ mắm ngon. Cá sơn này, cá bóng này, kho quèo nhá. Đây là cá chi? Cá sơn, cá bóng. Cá sơn và cá bóng, kho quèo. Đây là tôm chảy này, tôm chảy xào này. Tôm phả gì hả? Phả, thịt cừu phí. Tôm, đây là cái sợi, cái này là toàn nạc hết. À, tôm sấy, tôm phả sấy. À, rất là ngon. Một hũ như vậy là chừng mấy tiền chị? 40 ha. À, 40.000. Đúng rồi. Wow. Nếp cầm. Và đây là bánh trứng nếp cầm. Quá ngon luôn. Một cặp bánh trứng nếp cầm như vậy là 15.000. 15.000. 10.000. Là trong là đầu xanh thì mỡ hả chị? Mỡ. À, thịt mỡ. Mỡ. Mà nếp cầm là quá ngon. Thịt nhiều về đầu nhiều món. Wow, nếp dẻo. Còn đây là nếp rắn. Cùng thịt mỡ về đầu xanh. Cùng là nhấn thịt ba chỉ thịt mỡ về đầu xanh. Dạ. Quá ngon luôn. Thì về quay chắc à? 31. Dạ, em làm phỏng sự trên YouTube. Ở đây là các loài chả da này. Chả da. Chả da cuộn đấy. Chả da trường đấy. Chả da trường. Da trường. Còn đây là da cuộn. Dạ. Còn đó là ném thẻ. Dạ. Ném thẻ. À, ném thẻ. Em tưởng trẻ. Trẻ đấy. À, và đây là trẻ. Một cái cây hoa của chị là quả đầy đủ. Chả cua đấy. Cua chả cua. Và chả cua. Chả cua đấy. Chả heo. Dạ. Đây là ràm này, ràm sấy ấm này. À, tức là chị đây là ràm. Ấm lên nó đóng, nóng lên là họ đóng đi Sài Gòn đấy. À, đây là ràm nè mọi người. Chị Quân Chi là sấy ra, sấy ràm này ra. Ấm lên. Rồi ấm lên và cho vào từng túi nhỏ như vậy. Và để ship đi các tỉnh. Thì một gói như vậy mà ship đi là bao nhiêu tiền chị? 30.000. À, thì cũng rẻ, họ tiền cho nấu canh, tiền cũng gần nửa ký.
Dạ, để tiền cho nấu canh và vận chuyển đi rồi thì nấu bún, tất cả bún riêu cũng đó cũng ngon chị hết. Dạ. Mọi người có muốn ship thì alo Trân Trân về, chị Trân Trân lấy, Trân Trân ship cho mọi người nè. Đóng sẵn đấy, đúng. Nó quá rẻ. Mà cũng rất là tốt sức khỏe, tại vì đây là ràm phá Tam Giang mình. Dạ. Dạ, dạ. Gạch ngon ha. Dạ, quá ngon. Những đặc sản từ Huế đầy đủ trong việc làm quân chí. Mọi người ăn ra mà để chế biến ra nha. Xay ra và sẵn. Thì alo, Trân Trân sẽ ghé tiền quân chí ship. Trân Trân chỉ lấy tiền xăng thôi nha. Muối xả, ruốc, đậu phụng mè. Món này là món nghiền của rất là nhiều người Huế đấy. Cái hương vị đậm đà, một chút đậm đà của ruốc Huế và một chút thơm của xả và đồ béo từ đậu phụng và mè. Một món ăn rất là nhiều người nhớ khi xa Huế đó mọi người. Chè đậu vàng, một bịch đi mấy chứ? 3.000. Qua wow, bịch chè đậu vàng mà có 3.000. À, 3.000 đấy. Dạ. Sao chờ mình bạn đồ ăn chờ lượng mà bạn đồ ăn rẻ của chị hết. Sen Huế nè mọi người. Chờ xì ạ. Và cũng còn có tên gọi là trung tâm thương mại Quảng Điền. Đầy đủ cả cái mặt hàng thiết yếu. Không có thua gì chờ Đống Ba đó mọi người. Căng căng ghé chờ thì đã trễ giờ. Cũng đã 9 giờ rưỡi sáng. Nhưng mà Trân Trân thấy mọi người mua bán rất là tấp nập. Trong cái tình hình đang mùa Covid thì một ngôi chợ ở một trung tâm của huyện Quảng Điền như vậy thì Trân Trân thấy cũng rất là vui. Đặc biệt là Trân Trân thấy chợ xìa là rất là nhiều hàng ăn. Và một quay hàng ăn như vậy thì cũng bán rất là nhiều. Chứng tỏ là chợ bán rất là đắt khách đó mọi người. Dạ. Chạy đó chưa phải chỉnh lại. Đắt cái sự không hiểu. Nửa con gà vậy là mấy tiền rồi chị? 55. Dạ? 55 nghìn hả? Nửa con như vậy mà 55 ngàn. Gặp cô đơn. Mẹp bơ chấm mắm nêm nè mọi người. Một là một món nhau. Một món nhau ngon của dân nhau đây. Và đây là bánh rám. Trân thích ăn những cái loại bánh mà vừa chiên con nóng hổi do ông táng như vậy á. Chợ xì cũng đóng từ khoảng 6 giờ sáng cho tới chiều tối chị ha. Cho nên bây giờ tuy đã trưa rồi nhưng mà các quầy hàng ăn vẫn còn tiếp tục. Và quầy bánh rám này cũng đang rám để tiếp tục phục vụ cho buổi chiều đó mọi người.
thịt đó mình sắc là ăn bụng bạn bụng chí đây chị? Mầm nếm. À bụng mầm nếm hả? Mầm ướt. Mầm ướt nữa hả? Dạ. Chị là nếm. Ôi cháu ơi, nếm mới ăn nhầm, nếm bẩn hơn, chảy hơn. Không, tôi phim, tôi ăn. Không, tôi phim, tôi ăn. Giảm đá bởi xuống mà nó. Đi, mua chi nhắm lên. Rồi, đừng có bồi một đá nữa. Quá wow, bánh xèo chờ xìa quả ngon rồi mọi người. Một cái bánh xèo tốn thịt trứng đầy đủ như vậy đâu bao nhiêu tiền chứ? 7.000. Quá wow, cái bánh 7.000. Em chưa kịp quay tốn thịt có chị gấp rồi. Để chờ đổi cả thêm. Bún bún sao nghề nè mọi người. Và đây là nồi bún bò Huế trong giá hàng ăn của chợ Xìa đó mọi người. Tuy là đang trong mùa dịch Covid nhưng mà cả quầy hàng ăn không ngồi tại chỗ, nhưng mà họ mua về cũng rất là nhiều và hàng ăn cũng cho nên cái nồi bún cũng rất là bự luôn. Số dục sục. Dạ. Mấy bánh nữa ăn. Bún bò mà tô 10.000 thôi chị. Thế đây bên dưỡng là chị ơi, chứ bạn là không ăn. Wow, bún bò nhiều dạ. Như vậy mà một tô có 10.000 là mọi người. Lời ít chị. Dạ khó bán lắm vì ở thôn quê rất là khó khăn. Dạ. Dạ. Nhưng mà không bán thì họ không ăn mà chưa xong bún mà chứ bán đi thì đập qua đập về chứ bán thì mới ăn mà để lại được. Khổ lắm chứ. Cũng chờ cũng đã trưa dạ. Cho nên thịt cũng ít lại. Bây giờ dạ. Chỉ còn bún bò nhúng. Dạ. Xương bò bò nhúng heo. Dạ. Và còn một ít xương và gân bò. Dạ. Bà đùa quá chứ hả mấy chị ơi. Một tô 10.000 quả rẻ. Dạ, 10, 15. Nếu đến chiều tính thế nào mà bỏ quá tôi cũng như vậy thôi. Dạ. Trân Trân thấy một điều đặc biệt là chờ Xìa là nhiều quỷ ống đi chờ. Bị khẩu trang rồi mà con ngài khổ chứ. Thuộc lạ. Mẹ bán được không mẹ? Là thuộc lạ này là loài chí đấy mẹ ha. Là what did you do? Khu vực hàng cá của chợ thì là quá rộng lớn nè mọi người. Con gì thế, con gì thế? Vì em hả? Cả rốt đông mọi người ơi. À, có thấy cô phải hát cô nhớ này. Em tưởng có gì đi. Ở đây toàn cả thiên nhiên hay gì hả? Cả đôi, cả đôi. Wow, cả bóng nè. Quá tươi. Cua. Cua giờ trưa rồi nhưng mà lượng người mua bạn đi gì bạn được không? Thì có anh chờ dạ. Chờ quá dạ. Cả bóng tươi, thèm ghê luôn. Mua đây con. Dạ. Chờ mình phóng thủ đồ ăn gì gì ấy. Ừ, có nghe thiệt rồi con. Cà phê đó phóng thủ nè. Dạ. Cà phê đó phóng thủ nè. Dạ. Cái sạn món này con là như là đẹp rồi. Dạ. Cua, cả dìa, tôm và gà vịt. Một người bán rất là nhiều luôn. Chứng tỏ là lượng tiêu thụ cũng mạnh gì hè. Chờ mình là tiêu thụ cả cái mặt hàng ăn uống rất là mạnh luôn. Rất là nhiều luôn. Dạ. Quá cà bóng ngon quá. Con tôm với tôm gì mà ngon đi gì? Con sủ. Con đây là con luộc, mọi người có nhớ con luộc không? Con luộc chậm rồi ruột qua đâu thơm. À.
nó chờ mình vui ghê. Con sữa này mọi người. Con gọi là thịt chim mà gì? À, chim cụt hả? Đầy đủ hết chờ mình bạn, đầy đủ rất ghê. Đúng là nhất Huế nhi xìa. Đúng cả trái đông luôn đây mọi người. Đúng hải sản, thủy hải sản ở chợ này thích lắm luôn á. Toàn là đồ ngon không à. Ăn ở đây quá nhiều sự lựa chọn. Cả này cả chí ngon chí. À, cà mũ hả? Có cả đây. Cà tắc hả? Cà mũ. À. Cả là ghế. Mà cả nó thành tươi ngon. 270 ngàn. Một ký 270 hả chí? 250. 250 dạ. Chờ mình không phủ đồ ăn ghê. Nguồn thủy hải sản ở chợ Xìa rất là phong phú và hấp dẫn. Nhưng món nào cũng mê ly lắm chị ơi. Chưa ít, ít mái chị cũng cài quấy. À, mái. Con 5 ràng, 3 ràng. Dạ, vì em ở trong Huế và em ra bị trưa. Chuyện giờ mày em mới ra tới đây. Chờ đã trưa nhưng mà lượng người mua ở hàng cả cũng còn rất là tấp nập này. Và đây là phía trong chợ, các mặt hàng vẫn được bày bán rất là đầy đủ. Quay bạn nón mà cô chủ ngồi chăm nón nhìn khéo léo quá luôn. À, nón gì bạn là gì từ chăm đúng gì hả? Tôi sẽ chưa gì đáng chăm nọ nọ đó rắn. À. Làm lại cho được đâu. Dạ. Kịp soi kịp văn. Em chờ đó ạ. Là em ra thì ra, em chạy ra thì ra. Em đi xe vào chụp xe, em hãy chờ, em nghĩ đến bỏ chờ. Bỏ đừng lẹt á. Và cả nhà thấy đó, trong chợ các quầy hàng áo dài cũng trưng bày rất là đẹp. Có người mua về đấy là bà. Giờ cháu ở Huế về. Vào quán chờ xìa mình thấy gì? Vào quán một vòng chờ xìa để khám phá những món ăn ngon thì như mọi người thấy. Ở đây nhiều đặc sản và món ăn là quá ngon mà lại rất là rẻ. Nhiều trân muốn mua hết cả cái chợ này luôn. Đặc biệt là bà con ở chợ mua bán rất là thân thiện, tình cảm và hiểu khách. Thì lúc trân chào bà con để ra về, trân đồng rất là lưu luyện ngôi chợ nổi tiếng của huyện Quảng Điền này. Và bây giờ thì chợ cũng đã trưa lắm rồi. Thì Trân cũng xin phép chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.